Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phạm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo. Do nhờ oai đức tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn Đức Tăng cùng với Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau ca thải. Xin thưa quý vị đó, ngày hôm nay sư rất hoan hỷ được cô Cúc cùng với các bạn đạo thỉnh mời sư đến chia sẻ một thời pháp thoại đến quý Phật tử nhân ngày vào ngày 20. Thì khi mà sư coi lại lịch thì sư thấy là cũng không biết là cô có sắp xếp gì hay không. Mà ngày 20 thì cũng là ngày 20 tháng 11 à. Thì chắc ở đây gia đình nào mà có con nhỏ thì chắc sáng tụi nó đi chơi liên hoan thầy cô à. Thì như vậy đó, cái ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Cái định nghĩa về nhà giáo đó, tức là người đã dạy dỗ chúng ta, đã hướng dẫn chúng ta à, thì chúng ta gọi đó là người thầy. Thì nói như vậy đó, chúng ta có ba cái ngôi trường mà chúng ta đã học. Một là trường học à, chúng ta học tiểu học, phổ thông, thì đó là trường học. Cái thứ hai á, là trường đời. Trường học thì chúng ta học những kiến thức căn bản, học viết chữ, rồi học cái này cái kia. Nhưng mà ra trường đời thì chúng ta học những cái nó lớn hơn. Những cái mà chúng ta phải trả, nó không đơn giản chỉ bằng tiền, mà đôi khi nó còn bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng công sức của mình. Cái trường đời là một ngôi trường mà chúng ta sống và chúng ta học tới già. Và khi quý Phật tử chúng ta học ở ngôi trường đời, có đôi khi chúng ta bị phạt, rồi chúng ta buồn, chúng ta vô trường đạo, tức là vô gặp các sư. Các sư chia sẻ, các sư giúp đỡ. Đây là cái ngôi trường mà chúng ta ôn dưỡng lại, để chúng ta học hiểu Phật dạy cái gì, rồi từ đó chúng ta đạt được sự an lạc cho bản thân của chúng ta. Cho nên mỗi người trong số chúng ta đều phải trải qua ba ngôi trường, là trường học, trường đời và trường đạo. Và khi chúng ta học như vậy, người thầy không còn đơn giản là những người thầy đứng ở trên bảng cầm phấn trắng viết chữ, chúng ta gọi là người thầy này. Mà tất cả những ai đã cho chúng ta những bài học, dù là bài học đó là ngọt ngào hay đắng cay, thì họ đều là người thầy của mình à. Như vậy đó, chúng ta học cái gì?
Ở thế gian này thì học gồm có hai thứ. Một á, là học về kiến thức. Thí dụ như quý vị đi vào công ty thì chúng ta học làm sao để vận hành máy móc, làm sao để đo đạc cho nó vừa ni, làm sao để biết đây là cái mẫu A, mẫu B, mẫu C, làm sao để biết đây là công đoạn 1, công đoạn 2, công đoạn 3. Tức là chúng ta học kiến thức. Cái thứ hai á, chúng ta học á, là chúng ta học cái gì á, nên làm mà cái gì á, không nên làm. Khi mà chúng ta đi làm rồi á, thì mới thấm cái câu là cơm đời á, khổ lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ mà vừa ngồi vừa ăn. Sư tin là nhiều, rất nhiều công nhân của chúng ta có những bữa cơm mà chan cơm với nước mắt. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta học đây là những cái không nên làm, đây là những cái nên làm. Mà khi mình gặp những cái vấn đề rồi đó thì chúng ta buồn phiền. Mà xin thưa đó cũng là bài học. Quý vị khi mà vào đây thì sư có cái nhìn nhận là chúng ta có phước dữ lắm. Biết phước gì không? Là cô Cúc đã hướng dẫn cho quý vị có được một cái bài học rất là lớn lao, đó là bài học làm giàu. Nhiều khi á, chúng ta không có tưởng được, nhưng mà thật sự là đã cho quý vị một bài học về sự làm giàu. Và bản thân cô cũng thực hành không biết là bao nhiêu lần, tự mình dẫn dắt và tự mình đứng ra làm mẫu thực hành cho quý vị, để chỉ cho chúng ta biết cách làm giàu. Bằng cách nào biết không? Bằng cách bố thí, bằng cách chia sẻ, bằng cách mở rộng tấm lòng của mình ra. Khi mà mình cho đi thì đó mới có cơ hội để mình nhận lại. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một vị trời xuống thưa với Thế Tôn là: Thưa Thế Tôn, loài người họ không dám bố thí, bởi vì họ nghĩ rằng khi tôi cho đi là tôi sẽ mất. Nhưng họ không hiểu một chuyện là chính bởi vì họ không cho đi cho nên họ mới bị thiệt hại. Bởi vì sao? Bởi vì á, chúng ta mỗi lần mà chúng ta ăn cơm, chúng ta uống nước, chúng ta có tiền, chúng ta tiêu xài là chúng ta đang xài cái phước cũ của mình. Còn khi mà chúng ta tập làm phước, chúng ta tập bố thí là chúng ta đang gieo cái nhân mới. Mà khi á, chúng ta cùng nhau bố thí, cùng nhau đi làm các điều phước thiện là chúng ta đang gieo cái nhân giàu có. Và tự cô Cúc là người đứng ra thực hành và hướng dẫn cho quý vị cùng nhau làm được điều đó. Chính vì như vậy, phải nói bản thân cô cũng là một người thầy. Và nếu như chúng ta theo được thì ráng theo, theo để giàu mà. Ở ngoài đời á, người ta có những lớp học làm giàu á, tốn mấy chục triệu. Mà tốn mấy chục triệu xong rồi chưa chắc đã giàu. Còn cái này là cái lớp học làm giàu mà không tốn đồng nào. Thì khi mà chúng ta học được điều đó, chúng ta sẽ có được sự an lạc, có được cái phước. Còn quý vị hỏi: Ủa nhưng mà sao mà con cũng đi theo đó, rồi con cũng làm phước mà sao con không thấy khá nhiều? Thì xin thưa là nó hơi kỳ chứ. Tại vì mình làm phước không có bao nhiêu, cho nên cái phước mình cũng khá, nó cũng không có bao nhiêu. Tại vì đôi khi á, chúng ta đi thì chúng ta có tiền lẻ thôi,
à, mở ra có tiền lẻ thì chúng ta làm phước tiền lẻ. Thì chúng ta làm phước tiền lẻ thì cái phước mình nó cũng lẻ. Chừng nào mình làm phước tiền chẵn thì cái phước mình nó mới chẵn. Nhưng mà đây không phải là cái chủ đề thuyết pháp của sư ngày hôm nay, mà sư chỉ mượn vấn đề thôi. Bởi vì trong Phật giáo, cái bước đầu tiên của tất cả những người đi vào trường đạo để học đạo là bước bố thí. Và sư rất lấy làm hoan nghỉ là Thái Bình Xu đi bố thí rất là nhiều, từ năm này qua năm khác, từ nơi này qua nơi khác. Và sư nhìn thấy trong mắt và sư hoan hỷ vô cùng. Tức là chúng ta đã làm cái điều đầu tiên theo lời Phật dạy, chúng ta làm rất tốt và vẫn tiếp tục duy trì như thế, mặc dù chúng ta đang trong cái hoàn cảnh khó khăn chung của thời buổi kinh tế mà vẫn giữ được như vậy thì phải nói là quá tốt. Thì có những người cư sĩ đến thưa với Phật, thưa Thế Tôn, bây giờ chúng con tới, chúng con học đạo thì chúng con cần làm cái gì? Thế Tôn chỉ bước đầu tiên là hãy biết bố thí. Thì cái bố thí là bài học đầu tiên của chúng ta trong trường đạo. Nhưng mà không lẽ chúng ta cứ dừng mãi ở lớp 1 hay sao? Chúng ta phải bước lên nữa, chúng ta tiến thêm một bước nữa để chúng ta hoàn thiện con người của mình, để chúng ta được tốt hơn, để chúng ta trả lời cho cái câu hỏi như thế này nè: tại sao chúng ta thấy ở đời có những người họ giàu dữ lắm nhưng mà chết yểu? Cách đây không lâu, sư đi dự đám tang của một cái gia đình có người mà chết sớm. Cái anh này gia đình thương dữ lắm, rất là thương. Mà nếu nói về cái độ giàu là cực kỳ giàu, gia đình họ giàu dữ lắm. Xin thưa là nói nó không ngoa, chứ còn nếu như mà có một cái dịp nào đó mà cái gia đình đó tới đây nè, phát lì xì cho mỗi người trong số những người có mặt ở đây mỗi người 10 triệu không chớp mắt, chuyện bình thường. Tức là cái khả năng hào sản và cái tài sản của họ có rất là nhiều, nhưng mà khi mà đứa con đứa cháu trong gia đình ra đi họ buồn dữ lắm. Thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi tại sao giàu như thế mà sống không lâu, không có hưởng được cái phước đó. Rồi chúng ta cũng trả lời thêm một cái câu hỏi nữa. Dạo gần đây quý vị có đọc, nếu chịu khó đọc tin tức chúng ta thấy có những người họ giàu dữ lắm. Thí dụ như bà Trương Mỹ Lan hoặc là ông Trịnh Văn Quyết, họ giàu kinh khủng. Phải nói nếu như mà cái tiền mà họ có, họ cho mình tiền lẻ thôi, xài cả đời xài không hết nữa. Không biết người đâu mà làm gì mà ra tiền họ giàu dữ thần vậy. Nhưng mà tại sao trong khi cuộc đời vẫn còn trẻ, nhìn họ thì họ vẫn còn trong độ tuổi trẻ đó, họ chưa đi về cái phần cuối con đường, họ chưa có già, mà sao họ rụng hết trơn rồi? Người thì bị bắt, người bị truy nã, rồi bây giờ tiền thì cũng không có xài được, nói chung là gần như là phá sản. Tại sao vậy? Tự chúng ta cũng có suy nghĩ. Giả sử như mình có chừng đó tiền, mình không biết làm sao để phá sản được, đúng không? Giờ cho quý vị 1.000 tỷ, quý vị phá sản được không? Cũng không biết làm sao phá sản được. Vậy đó mà họ nắm cả đống tiền, họ phá sản là phá sản. Tại sao vậy? Rồi, cách đây cũng không lâu, chúng ta cũng có những đọc báo cái thông tin là có một cặp vợ chồng tỷ phú rất nổi tiếng ở Việt Nam đưa nhau ra tòa ly dị. Rồi người chồng hỏi rốt cuộc giàu để làm cái gì mà bây giờ hai vợ chồng ra tòa.
chúng ta sẽ học để trả lời được cái câu hỏi đó. Rồi có những người đến thưa với sư, dắt theo đứa con, trời ơi, phải nói bà mẹ khóc hết nước mắt, gia tài bạc tỷ coi như là xài không sao hết, cho giàu tới mức độ mà cái đứa con á, cho nó phá gia chia tử luôn á, nó ăn chơi luôn á, trừ những thứ như là cờ bạc thôi, chứ còn cho nó ăn chơi là ăn chơi không cách chi mà hết tiền nổi. Mà đẻ ra có con đứa duy nhất người ta bị bệnh đau, tức là 20 tuổi rồi mà cứ y như con nít 6 tuổi gì đó, thì họ đau khổ vô cùng. Tại sao mà bây giờ cái đứa mà thừa kế nó lại như thế này? Tức là nó hưởng tài sản, nó hưởng rất là nhiều, nhưng mà cái đầu nó không có trí như đứa con nít vậy đó. Mà quý vị biết là một đứa con nít mà nó cầm quá nhiều tiền, coi chừng nó là cái họa chứ không phải cái phước. Thì làm sao để mình trả lời câu hỏi này? Câu trả lời nó nằm trong cái giới, tức là cái bước tiếp theo để cho những người Phật tử chúng ta thực hành. Khi chúng ta thực hành thì chúng ta tránh được những cái họa như thế này. Thành ra đó, Đức Thế Tôn rất là thương chúng ta. Ngài cho chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta để trở thành những con người hoàn thiện. Cái việc đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta bây giờ đó, muốn có được cái phước sống lâu, nhớ nha, sống lâu nó là một cái phước, mà giàu nó là cái phước khác. Có những người họ sống lâu mà họ nghèo, thì chúng ta vẫn cần nhìn nhận rằng cái việc sống lâu bản thân nó đã là cái phước rồi. Quý vị thấy đôi khi cái sự sống lâu nó không dính dáng gì tới cái chuyện là giàu nghèo. Chúng ta thấy có những ông bà cụ nghèo dữ lắm, tay chân thì phải nói là giống như là chỉ có cái xương không đó, da với xương, đen thui mà khỏe, phải nói là khỏe mà khỏe không tưởng nổi. Họ nắm tay mình mà mình thấy đau á, họ rất là khỏe. Mà cụ lớn tuổi rồi, già mà lớn tuổi rồi, ăn thì bữa có bữa không, bữa ngô bữa khoai, bữa no bữa đói, ăn thì cũng không có nhiều, mà khỏe thì rất là khỏe, vẫn có thể vác cày ra đồng, vẫn có thể là vác cuốc ra vườn để mà cuốc đất. Sư tin là quý vị cũng biết, ở dưới quê chúng ta cũng biết là một vài người như vậy. Và chúng ta cũng biết là có những người ăn rồi cứ vô bệnh viện suốt. Thì cái phước sống lâu nó là cái phước rõ ràng. Mà đôi khi nghèo thì nghèo, mà tôi sống dài tôi vẫn cứ sống dài chết không nói. Thì cái sống lâu nó là cái phước. Đức Thế Tôn vì thương chúng ta, Ngài biết ai cũng muốn sống lâu hết. Dù anh có giàu hay là anh nghèo, chúng sanh ai cũng muốn sống, không ai muốn chết. Mà sống đủ hay không? Không. Sống mà phải sống khỏe kìa. Sống mà sống nó bệnh hoạn rồi lây lắc qua ngày thì tôi cũng không cần. Sống làm sao mà tôi sống lâu mà tôi khỏe? Đức Thế Tôn biết như vậy, cho nên Ngài chỉ cho chúng ta cái phước đầu tiên là cái phước sống lâu và sức khỏe. Muốn được như vậy thì Đức Phật nói, con hãy giữ giới không sát sanh. Chỉ cần chúng ta kiêng sát sanh, không sát sanh là chúng ta được cái phước sống lâu. Cái này có thể dùng cái từ là bí mật của dòng luân hồi sanh tử.
Xưa tới giờ người ta chỉ thấy có người sống lâu, có người chết trẻ, mà người ta không biết bí mật tại sao mà được như vậy. Đức Thế Tôn Ngài chỉ cho chúng ta biết bí mật, đó là hãy giữ giới không sát sanh, thì như vậy chúng ta sẽ sống lâu. Nhưng mà có nhiều người nói: sư ơi, tụi con đi làm công nhân, con cày ngày cày đêm, mà bây giờ sư kêu tụi con giữ giới không có sát sanh, tụi con ăn chay, tụi con ăn đâu có nổi. Ăn phải có thịt chứ, nó mới có sức. Chứ còn ăn mà đậu hũ với rau không thôi thì sức đâu mà đi làm. Thì xin thưa, là do chúng ta hiểu lầm. Hiểu lầm là như thế nào? Là sát sanh, không sát sanh là phải ăn chay, không phải. Mà Đức Thế Tôn á, trong bài kinh Tướng Quân Si Ha, Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, Như Lai nói đây là ba loại thịt tuyệt đối thanh tịnh, đó là không thấy, không nghe và không nghi. Đức Thế Tôn Ngài luôn luôn nói sự thật, Ngài không bao giờ lừa dối bất cứ ai. Cho nên Ngài đã nói tuyệt đối thanh tịnh là nó tuyệt đối thanh tịnh. Cho nên chúng ta yên tâm sử dụng, không bao giờ phạm giới. Ai mà nói chúng ta dùng tam tịnh nhục là phạm giới là người đó đi ngược với lời dạy Thế Tôn, họ phỉ báng Thế Tôn. Như vậy đó, cái tam tịnh nhục là cái gì? Nói cho quý Phật tử dễ hiểu là chúng ta đi ra chợ, chúng ta đi ra siêu thị, chúng ta mua thịt đã làm sẵn rồi, chúng ta mua về, chúng ta nấu, chúng ta ăn, không vấn đề gì cả. Ví dụ như ra chợ, chúng ta thấy là thịt heo người ta bán cân ký, thì mình cứ ra mình mua, lấy cho tôi 1 ký, lấy tôi nửa ký, lấy tôi 1 lạng, lấy tôi 2 lạng. Chúng ta cứ mua về chúng ta xài, không phạm giới sát sanh. Yên tâm điều đó ha. Rồi, hay là chúng ta ra siêu thị, chúng ta thấy ngày hôm nay gà làm sẵn nguyên con đang hạ giá 75.000 một con, 100.000 một con, thấy ngon quá, mua về. Gà làm sẵn rồi thì không phạm giới sát sanh. Quý vị cứ yên tâm điều đó, Đức Thế Tôn đã đảm bảo cho chúng ta. Cho nên quý vị làm công nhân thì vẫn ăn uống bình thường, sư không kêu quý vị kiêng khem gì cả. Cái mà mình kiêng á là kiêng như thế này nè: kiêng hàng tươi sống. Tươi sống là sao? Mua nguyên con gà về, nó còn dãy đành đạch, nó còn chạy còn nhảy, mình vặt lông nó rồi mình cắt cổ đó, cái đó phải kiêng. Mình kiêng mua con cá mà nó còn dãy, nó còn bơi, nó còn nhảy được thì cái đó phải kiêng, ráng chịu khó. Mà sư nghĩ là mình kiêng cái đó thì nó cũng không phải là vấn đề gì lớn, đúng không? Thì nếu như chúng ta làm được, chúng ta được cái phước sống lâu. Quý vị thấy có khó không? Không có khó. Rồi một cái giới liên quan nữa trong cái chuyện là mình được sống lâu á, đó là mình phải có sức khỏe chứ. Chứ còn bây giờ tôi sống lâu mà tôi bệnh tới bệnh lui, tôi uống thuốc hoài thì nó đâu có vui. Sống lâu mà phải khỏe mới chịu. Như vậy đó, muốn khỏe thì phải làm sao? Đừng làm cho người hoặc vật đau khổ. Thí dụ như chúng ta lấy cây gậy, chúng ta đánh con chó là chúng ta làm con chó đau khổ.
Bà vợ nói nhiều quá, không có nghe lời, mình sán bả một cái là mình làm bả đau khổ. Cho nên á, khi mà chúng ta làm cho chúng sanh khác đau khổ là chúng ta mang cái nghiệp bị bệnh tật. Mà nếu như á, chúng ta không có đánh đập chúng sanh khác, không làm chúng sanh khác đau khổ, thì chúng ta được cái phước có sức khỏe. Có người họ hỏi bây giờ á, sư nói vậy thôi, bây giờ con về con không quánh bả nữa, mà con chửi bả được không? Xin tôi không được nghe. Mình làm người ta khổ bằng tay chân, bằng vũ khí, bằng miệng lưỡi thì đều tính cả. Cho nên á, muốn có sức khỏe thì phải ráng nhẫn nhịn. Thấy chưa? Là như vậy chúng ta bước thêm một bước nữa, có được cái bí quyết làm sao để sống lâu và làm sao để có sức khỏe. Tuy nhiên, khi sư hướng dẫn quý Phật tử về giới, sư vẫn luôn luôn nhắc nhở là đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Sư lấy ví dụ, mình thấy hai con chó nó cắn nhau, cái mình nhảy ra mình lấy tay không, mình can nó, cái nó cạp mình cho một cái, rồi cái nó mình đổ thừa cho nghiệp, phải không? Hình như không ạ. Hay là mình đi làm thì có cái quy tắc về bảo hộ, quy tắc an toàn lao động, mình nói thôi kệ đi không sao đâu, rồi tới hồi mà mình bị tai nạn lao động có phải do nghiệp không? Không phải ạ. Là do sự cái quyết định của mình. Cho nên á, cái sự nỗ lực trong thời điểm hiện tại nó cũng rất quan trọng. Thành ra đó, bên cạnh cái phước nha, cái phước sức khỏe nè, cái phước sống lâu, mình còn phải sống làm sao để duy trì cái phước đó. Chứ còn bây giờ á, mình ý bây giờ tôi có phước sức khỏe, tôi ăn nhậu thoải mái, thì cái ăn nhậu đó nó làm hại sức khỏe của mình, thì chúng ta không thể nói tại tôi thiếu phước, không có, đó là tại mình nha, nhớ cái đó. Cho nên á, chúng ta sống ở đời chúng ta chịu tác động bởi hai cái: một là tiền nghiệp quá khứ, hai là nỗ lực hiện tại. Khi chúng ta có sự phối hợp bởi hai điều này thì chúng ta sẽ hạnh phúc hoặc đau khổ. Sư nói nó giống như một cái anh, ảnh sanh ra trong gia đình giàu đi, ảnh rất là giàu, thì đó là cái phước của ảnh. Mà ảnh chơi, ảnh đua xe, ảnh khoái tốc độ cao, ảnh đua xe, rồi ảnh gặp tai nạn giao thông, thì cái tai nạn đó là tại ảnh, cái quyết định của ảnh trong thời điểm hiện tại. Chứ ảnh không có được đổ thừa do nghiệp nghe. Cái nghiệp, cái phước anh á, là cho anh giàu nè, cho anh trẻ nè, cho anh sức khỏe nè, anh chơi, anh đua xe, anh gặp tai nạn, cái đó là lỗi của anh nè, chứ không có đổ thừa cho nghiệp được. Rồi, cho nên cái phước đầu tiên, muốn giàu mà sống lâu, có sức khỏe, thì bên cạnh việc bố thí hãy ráng giữ giới không sát sanh. Bên cạnh việc giữ giới không sát sanh, hãy ráng đừng làm cho người khác buồn, đừng làm cho con vật khác đau khổ, bằng tay chân, bằng miệng lưỡi, bằng vũ khí. Kiêng mấy cái đó thì chúng ta có phước, chúng ta giàu và khỏe và sống lâu. Cái thứ hai, làm sao để cho chúng ta giàu. Khi mà chúng ta giàu á, chúng ta không bị mất mát tài sản.
Khi mà chúng ta sống thì chắc có lẽ một số trong số quý vị đã trải qua việc là bị mất trộm, đúng không? À, mình bị mất trộm nè, hay là tài sản của mình bị thiệt hại nè, mà mình nói là bị xui rủi á. Thực tế nó không có phải xui rủi, mà chúng ta cần cái phước gì? Cái phước là tài sản của chúng ta đừng bị mất, tức là cái phước không mất tài sản. Mà muốn không mất tài sản, chúng ta phải giữ giới không trộm cắp. Cái giới không trộm cắp này á, có ý nghĩa là như thế này, là cái gì không phải của mình, không cho mình là mình không lấy. Cho nên á, adinadana nghĩa là không lấy của không cho. Tức là cái đồ vật gì người ta không cho mình là mình không có lấy. Khi chúng ta có cái phước này á, người ta muốn trộm cắp của mình cũng không được nữa. Có những người á, tối thay vì tối á, dắt xe vô trong nhà, họ để quên xe ở ngoài đường. Như người ta đó, là sáng dậy là mất xe rồi, nhưng mà họ đó sáng dậy xe còn y nguyên. Có nhiều nguyên nhân. Một là ăn trộm á, nó không thấy. Hai á, là ăn trộm nó thấy, mà nó thấy dễ quá, nó sợ người ta gài. Tại vì sư biết là ở những khu công nghiệp á, thì có một số trường hợp á, là người ta sẽ dụ. Ví dụ như là để một cái chiếc xe hớ hên vậy đó, ở trong đó không có bao nhiêu xăng hết trơn á. Thì ăn trộm nó leo lên xe đó, nó bẻ khóa, nó chạy, là nó chạy một hồi người ta được tới là xe hết xăng là nó bị bắt. Cho nên á, đôi khi ăn trộm nó thấy sao cái chiếc này nó dễ lấy quá, nó sợ, nó không dám lấy, nó sợ người ta gài nó. Thành ra là mình để quên xe ở ngoài, xe nó vẫn còn y nguyên. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình thử nghe. Tại ai biết được mình có phước hay không, lỡ mình thiếu phước cái xe mất nó đổ thừa ông sư Hạnh Tuệ. Nhưng mà mình muốn tài sản của mình không bị mất thì mình phải giữ giới là không trộm cắp. Còn khi mà chúng ta bị mất tài sản, mất tiền nè, mất xe nè, mất cái này mất cái kia, thì phải tự hỏi mình là từ trước tới giờ mình có lấy cái gì mà người ta không cho hay không. Nếu có lấy là bây giờ mình mất nó đáng tội rồi. Mà nếu như cái này sư cũng cảnh báo luôn, nếu như mình đã từng lấy của không cho nghe, là đồ của mình ráng giữ cho kỹ, hở ra là ăn trộm nó lấy liền đó. Thì mình học đạo, mình biết hồi xưa mình chưa hiểu đạo, mình lỡ làm điều bất thiện, thì bây giờ mình phải ngăn ngừa và phải đề phòng mình bị mất trộm. Hơn nữa đó, cái người mà lấy của không cho đó, họ sẽ bị những nghiệp như sau. Một là họ bị trộm cắp tài sản. Hai á, là họ sẽ bị biến động kinh tế làm cho tài sản bị mất mát. Hoặc là biến động chính trị. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là ở Palestine rồi đó, nó đánh nhau ì đùng bảnh, rồi Nga với Ukraine đánh nhau ì đùng, tự nhiên đang làm ăn ngon lành cái mất mát tài sản, thì đó là do cái nghiệp. Rồi hoặc là mình sẽ bị
tai nạn do cháy nè, do lục lội nè. Mới đây ở ngoài miền Trung á, quý vị thấy không? Tự nhiên cái mình đang có xe, mình để dành tiền mua chiếc xe cả bạc tỷ á. Cái tự nhiên tối cái nước mưa xuống, cái lũ lụt nó dâng lên, sáng xe nó bị ngập nước. Thấy chưa? Là tự nhiên mình bị thiên tai, hỏa hoạn, nó hủy hoại tài sản của mình. Rồi một cái nghiệp nữa là chúng ta đẻ ra những đứa con phá gia chi tử. Tức là nó ăn rồi là nó chỉ có chơi bời, nó phá cho ba má nó hết bằng sạch tiền nó mới chịu ngưng. Đó. Thì khi mà chúng ta không giữ được cái giới này á, chúng ta sẽ chịu cái quả báo như thế. Còn khi chúng ta giữ được cái giới này thì chúng ta có phước. Cái phước gì? Tài sản của chúng ta không bị mất. Ngay cả trong giai đoạn biến động kinh tế thị trường, chúng ta vẫn có công ăn việc làm. Thành ra đó, phải nói là các vị công nhân ở đây, ở bên ngoài người ta đang thiếu đơn hàng, người ta cho công nhân nghỉ việc rất là nhiều, mà mình vẫn còn có công việc để mình làm. Phải nói là mình cũng có phước, cũng có cái giữ giới là không trộm cắp. Nhờ chúng ta giữ giới cho nên bây giờ bên ngoài thấy không, nhiều người thất nghiệp, chúng ta vẫn có việc làm. Rồi nhờ việc giữ giới mà chúng ta không bị thiên tai, không bị bão lũ, cho nên chúng ta mới sống ở đây. Chứ chúng ta không sống ở cái vùng là bị thiên tai, bản thân nó cũng đã là một cái phước. Rồi chúng ta sẽ không có phải chịu chiến tranh. Rồi chúng ta cũng không có đẻ phải những đứa con nó phá sản. Thì như vậy là chúng ta có phước. Do đó ai muốn có được cái phước này, tức là tiền, tôi giống như con tỳ hưu vậy đó, ăn không thôi, tức là tiền chỉ có vô chứ không có ra, thì chúng ta phải giữ giới không trộm cắp. Cái thứ ba là chúng ta phải làm sao á để mà chúng ta giàu nhưng mà gia đình êm thấm. Quý vị thấy là có nhiều gia đình á, nghèo khó thì chưa có chuyện đâu, mà thật sự cũng chưa chắc. Nghèo nó có cái khổ của nghèo, mà giàu nó có cái khổ của giàu. Mình nghèo quá thì có khi á, mình lấy phải cái bà vợ mà đẹp quá mình cũng không có yên tâm. Mình nghèo mình lấy cái cô vợ cổ có tí nhan sắc, đi đâu cũng sợ trai nó rình, đúng không? Trai nó có tiền mà. Đôi khi nghèo quá cơm, tôi nói cái này nè, lỡ ha, gia đình mà hai vợ chồng đi làm công nhân không bao nhiêu tiền, còn đã về tới tháng còn phải gửi về quê cho bên nội bên ngoại, cho anh cho chị cho em, rồi nào là đi đám giỗ đám quải rồi tiệc tùng các thứ nữa, mà con đẻ ra thì nào là tiền sữa tiền bỉm rồi tiền cho nó đi học thêm. Rồi tối đó con nó sốt cần tiền, vợ chồng thì tiền hết, nó không có đồng xu nào hết. Giờ lỡ con thằng nào nó giàu, nó kêu ừ một tiếng thì nó cho tiền. Ừ không? Tự suy nghĩ. Thấy không? Cho nên á, mình nghèo á, nó cũng có cái khổ của nghèo. Mà giàu thì có chắc là sướng không? Có những người giàu thì sanh tật. Ông chồng lúc đầu nghèo thì ổng không có tiền để ổng sanh tật. Không phải ổng không có, mà do ổng không có điều kiện để có. Tới hồi ổng giàu ổng có điều kiện rồi bắt đầu sanh tật. Gái gú các thứ, con này con kia ha.
À, rồi còn các bà, các cô có tí tiền bắt đầu chưng diện. Ông chồng thấy chưng diện, ông cũng không yên, không cũng không có yên bụng nữa. À, thì á, có đôi khi á, cái hạnh phúc của một gia đình á, nó có chịu tác động của tài sản. Mà nếu như chúng ta không có phước á, nghèo cũng khổ mà giàu nó cũng khổ. Vì thấy không, nhiều người đó, đôi khi mình cái người họ đưa hai vợ chồng đưa nhau ra tòa, họ hỏi mình về tiền để làm cái gì, nhiều tiền để làm cái gì. Mình giỏi lắm, mình nói bây giờ anh nói gì đưa tiền để tôi cho anh thấy nhiều tiền để làm cái gì. Nhưng mà mình phải ở trong cái tình huống của họ mới thấy nó đau lòng dữ lắm. Tiền có nhiều mình nghĩ là mình hạnh phúc mà rốt cuộc hai vợ chồng đưa nhau ra tòa. Tiền có nhiều nghĩ là hạnh phúc mà rốt cuộc là bà vợ thì bả theo trai trẻ, còn còn mình thì mình cũng theo con vợ nhỏ. Thì á, cái phước gia đình hạnh phúc, nhớ nha, nó là một cái phước riêng, còn cái phước giàu hay nghèo nó là cái phước riêng. Khi mà anh không có phước rồi, anh giàu hay anh nghèo anh đều khổ như nhau. Mà anh đã có phước rồi á, thì anh nghèo hay anh giàu anh đều hạnh phúc. Sư biết có những gia đình á, mà ông chồng á, nó hơi kỳ, quăng bà vợ, quăng lăng quăng lóc, không có sợ, tức là không sợ bị người khác dụ, tại vì ổng tin tưởng bà vợ mình là cái kiểu gì bà cũng không bao giờ bà làm chuyện có lỗi với mình. Sư biết có những con người như vậy. Sư biết có những người phụ nữ mà tiền đối với họ không mua được, không mua, có những người phụ nữ không mua được họ bằng tiền. Sư biết có những người như vậy. Cho nên á, cái chuyện mà mình hạnh phúc á, trong gia đình á, nó là một cái phước. Mà muốn có được cái phước này, Thế Tôn dạy con ráng giữ giới không tà dâm là con có phước này, đơn giản như vậy. Mà xin thưa là ở đây hầu như đều là người trưởng thành hết. Quý vị tự ngẫm coi cái giới này á, dễ giữ hay khó giữ? Hình như khó giữ à, không phải dễ đâu. Hồi xưa cái lúc mà sư mới có chừng ở 9 tuổi, 10 tuổi, con nít mà đi tụng kinh ở chùa đó, nghe tụng năm giới thì tới cái giới là không có tà dâm, thì sư nghĩ chắc cái giới này là cái giới dễ nhất, cái giới dễ. Tại vì hồi nhỏ con nít nó có biết khỉ gì nam nữ đâu mà nó không dễ với nó. Nhưng mà tới hồi lớn mình mới biết nó khó vô cùng. Thì cái giới này đó là như thế nào? Với những người trưởng thành thì chúng ta chỉ chung sống với người là vợ hoặc chồng của mình, không chung sống với bất cứ ai, không phải vợ hoặc chồng của mình. Mà cái này thì các bạn trẻ, các bạn thanh niên thì các bạn rất khó giữ cái giới này. Cho nên chúng ta phải ráng giữ. Rồi đó là với những người mà chưa có vợ có chồng nha, là phải giữ. Rồi khi có vợ có chồng thì đương nhiên mình chỉ có biết vợ và chồng mình thôi. Cái này là nói các ông nè, nó hơi kỳ, tại vì á, sư trước khi sư xuất gia sư cũng từng lập gia đình rồi, cho nên là phải nói ba cái vụ ăn chơi ở ngoài là sư biết, cũng biết hết. Mà biết thì nói để cho chúng ta ngừa. Thứ nhất là đi bia ôm, cà phê. Cà phê là cái kiểu mà cà rồi phê đó. Đi bia ôm rồi cà phê cũng là phạm giới nha. Đừng có nghĩ là mình ăn bánh trả tiền là mình mới phạm giới, mà những cái dịch vụ đó cũng phạm giới luôn, nhớ giùm. Rồi các anh mà đi uống rượu xong rồi đó, rồi đi massage là cũng phạm giới luôn. Thành ra đó, khó giữ giới chứ không phải dễ à. Chính vì như vậy, ai cũng muốn gia đình hạnh phúc hết. Mà muốn gia đình hạnh phúc thì
phải giữ giới không tà dâm. Cho nên á, cái hồi xưa 9 tuổi, 10 tuổi tụng tới cái giới này nó dễ, cho nó dễ. Và tới hồi lớn nó mới biết nó khó, giữ thần như thế nào. Mà khi chúng ta giữ được rồi thì gia đình chúng ta hạnh phúc. Cho nên muốn có hạnh phúc thì phải biết hy sinh những cái vui thú cá nhân. Cái thứ ba là Đức Phật cho chúng ta cái phước là có tiếng nói trong xã hội. Chúng ta ai cũng muốn mình á, là ông này bà nọ. Nhưng mà muốn được như vậy, chúng ta phải giữ giới, không nói dối. Đức Thế Tôn á, Ngài có cái phước đặc biệt như thế này nè, là kẻ thù của Ngài á, tức là cái người mà cầm dao là muốn đâm Ngài á nha, họ đi tới trước mặt Ngài, họ muốn xử Ngài, mà họ vẫn tin Ngài nói. Cái đó mới kinh khủng. Tức là họ thù Đức Thế Tôn, họ tới họ muốn xử Đức Thế Tôn, mà họ vẫn tin là vẫn tin những gì Thế Tôn nói. Kinh khủng chưa? Mà làm sao Đức Phật có được cái phước đó? Là do Ngài không bao giờ nói dối. Nhiều đời nhiều kiếp Ngài không bao giờ Ngài nói dối. Cho nên cái kẻ thù á, nó thù mình mà nó vẫn tin mình, cái đó nó mới kinh khủng. Chứ cái người thương mình tin mình thì không nói làm chi, mà cái kẻ thù á, nó vẫn tin mình. Mà quý vị nghĩ cái người mà như vậy, họ đi làm chính khách, họ đi làm ăn, họ ra ngoài họ gặp đối tác, nói sao đối tác tin vậy? Thì không giàu cũng khó, không lên nó cũng khó. Tức là mình nói sao người ta nghe vậy, nói là người ta tin. Mà muốn được như vậy phải giữ giới, không nói dối. Quý vị thấy có những con người ở trong đời á, họ nói mình một câu mà mình có cảm giác là họ nói là mình phải nghe. Có cảm giác là họ nói mình á, mình không nghe là không được. Cái năng lực đó là cái phước của họ đó. Đó là cái phước của lời nói. Rồi có những người á, họ nói ròng rã, họ nói mỗi miệng mà nói thiệt mình nghe mình không tin nổi. Có những người lần đầu gặp gỡ mà họ nói chuyện với mình, mình nghe mình không tin được. Do đâu có sự khác biệt như vậy? Do cái phước. Chúng ta muốn lời nói mình có giá trị. Chúng ta muốn mình á, là ông này bà nọ có được chức vụ. Hay là nói một cách nó gần gũi hơn, quý vị muốn thăng tiến dễ dàng trong công việc, muốn lên làm tổ trưởng rồi các thứ ha, lên từng bước thì mình phải có cái phước này. Không có phước này lên không nổi. Mà muốn có phước này thì không nói dối, phải ráng giữ cái phước đó. Ngoài ra nó có còn có một cái phước bổ trợ cho cái này nữa, nó cũng liên quan tới lời nói và hành động. Đó là mình không có nói chuyện chua ngoa. Tức là mình nói chuyện mà mình đanh đá, mình đay nghiến các thứ đó. Mình tránh cái đó. Mà mình luôn dùng lời nhỏ nhẹ, khiêm tốn, khiêm cung, lễ phép. Thì khi chúng ta có được cái phước này nè, chúng ta sẽ được cái phước là người ở trên thiên hạ. Thấy chưa? Cho nên là phải nói là chỉ khi nào Đức Thế Tôn ra đời, Ngài mới chỉ cho chúng ta thấy những cái bí mật này. Chứ còn mà Phật không có ở đời, chúng sanh cứ luân hồi trong các cõi, đâu có ai biết đâu. Làm sao để tôi có được cái phước này, mà tại sao tôi bị như vậy, không ai biết hết. Chỉ có Phật ra đời, Ngài mới biết và Ngài chỉ. Cho nên chúng ta gọi Ngài là Sattha Deva Manusa Năng, tức là Thiên Nhân Chi Đạo Sư.
nghĩa là Ngài là Thầy của chư thiên và nhân loại. Mà ở đây Ngài chỉ mới dạy chúng ta năm giới thôi đó, chưa có dạy nhiều hơn, chưa nói hơn, mà chúng ta đã thấy chúng ta có được vô số lợi lạc rồi, thấy chưa? Và điều cuối cùng, Đức Thế Tôn thấy rằng chúng sanh ở đời ai cũng muốn thông minh. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại đôi khi nằm ở chỗ cái người thành công họ thấy con đường. Sư nhớ có một ông nhạc sĩ, ông viết cái bài thơ về cái đời doanh nhân. Ông viết là đời doanh nhân vốn thông minh, đi lối đi chưa ai từng đi. Đời doanh nhân thích độc hành, thích cơ ngơi, chơi lối chơi chưa ai từng chơi. Quý vị thấy những con người mà họ giàu ở trong xã hội này đó, họ đi những con đường mà mình không tưởng tượng được mà họ thành công. Chưa lấy ví dụ canh rap đi, cái người mà làm ra được cái rap phải nói họ cực kỳ thông minh, họ đi con đường mà chưa ai đi hết. Hay là cái anh mà bây giờ anh nói là cái trí tuệ nhân tạo á, trí tuệ nhân tạo nó có hồi xưa tới bây giờ rồi, mà tự nhiên bây giờ anh đẻ ra một cái phương pháp mà nó ứng dụng vô trong đời sống của mình, một phát một là giàu lên luôn. Và những con đường các doanh nghiệp làm ăn cũng như vậy, muốn thành công họ phải nghĩ ra một con đường mà chưa ai đi, một cái cách chơi mà chưa ai chơi, họ đi như vậy và họ thành công. Mà muốn được như vậy phải có trí tuệ. Không có trí tuệ sao mà mình nghĩ ra được. Muốn có trí tuệ, Đức Phật biết ai cũng muốn thông minh hết, mà nó kẹt cái là Ngài chỉ mà mình không chịu làm. Chứ phải mình chịu làm thì nó khỏe, mà Ngài chỉ mình không chịu làm. Ngài chỉ bây giờ con muốn thông minh, cái chuyện con làm nó đơn giản vô cùng. Con giữ giới đừng uống rượu và các chất say là con có phước thông minh. Đẻ ra là đã khôn sẵn rồi. Biết vậy mà mình làm nó khó. Như vậy thì có muộn không? Sư nghĩ là giữ giới chưa bao giờ là muộn. Sư lấy ví dụ nghe. Bây giờ mình 20 tuổi. Trước 20 tuổi mình uống rượu. Và sau 20 tuổi tôi không uống rượu nữa. Thì thôi bây giờ trước 20 tuổi cho tôi cứ khù khờ đi, mà qua 20 tuổi tôi thông minh. Hoặc là bây giờ tôi 40 tuổi, từ 40 tuổi trở về trước tôi uống rượu. Thì thôi bây giờ từ 40 tuổi trở về sau thôi tôi không uống nữa. Thì như vậy là đời sau 40 tuổi trở về trước thì tôi cứ khờ, tôi khù khờ, mà qua 40 tuổi rồi tự nhiên cái tôi thông minh. Quý vị thấy có những con người ấy, họ thành công trễ. Tức là 30 năm cuộc đời họ không có gì hết trơn. 40 năm cuộc đời cũng không có gì hết trơn. Thậm chí có những người 50 năm cuộc đời cũng không có gì hết trơn. Nhưng mà khi họ bắt đầu họ lập nghiệp, họ bắt đầu họ làm ăn, không biết cái trí của họ, họ nghĩ cái gì ở trong đầu mà họ làm một phát họ một họ giàu luôn. Thì cái trí thông minh á, mình phải nói là nó chỗ, nhưng mà chỗ hơi bị trễ. Thì bây giờ á, thôi bây giờ quá khứ nó qua rồi, lỡ rồi, tôi lỡ ngu rồi, tôi kệ nó đi, nó qua rồi. Nhưng từ giờ trở đi, tôi muốn thông minh, tôi muốn có đầu óc, thì ráng giữ giới. Chính vì như vậy, cái đời sống của chúng ta, nó muốn hoàn thiện, nó muốn tròn đủ, thì chúng ta phải ráng giữ giới. Chứ còn mà sư thấy nhiều người á, giàu thiệt là giàu mà ngu thiệt là ngu, nhìn họ chịu không nói. Đấy. Hoặc là có những người họ giàu thiệt là giàu mà họ gia đình họ cứ lục đục suốt ngày. Thì mình thấy cũng không hay. Hoặc là có những người họ giàu thiệt là giàu mà lên mặt báo. Lên báo về
vỡ nợ, rồi phá sản, rồi truy nã. Hình như cái giàu đó mình không ham à. Cho nên á, muốn trở thành một con người hoàn thiện, tròn đủ thì bên cạnh việc nỗ lực bố thí là điều mà cô Cúc vẫn giúp cho chúng ta làm xưa giờ. Hãy ráng bước thêm một bước nữa là giữ năm giới. Nhờ có năm giới này mà chúng ta có được cái phước rất là lớn lao ở đời. Chính vì như vậy, chúng ta nhớ ơn Đức Thế Tôn. Ngài là bậc thầy vĩ đại nhất, nhưng ngày 20 tháng 11 chúng ta nhớ ơn Ngài. Bởi vì nhờ có Ngài, Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường sáng để đi. Và sư thấy là trời cũng tối rồi, chắc có lẽ là thời pháp nó cũng kết thúc cũng vừa phải lẽ. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nhất là bà con, các quý vị ở xung quanh đây, cũng như là gia đình của quý vị và chư thiên ngự xung quanh nơi ở của quý vị. Cầu mong tất cả hãy thọ hưởng một cách tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.